Phong trào bình đẳng giới và phòng chống bạo lực ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian vừa qua đã phát huy hiệu quả, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội giúp phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, đặc biệt là em gái. Trong 15 năm triển khai thực hiện bình đẳng giới, toàn tỉnh Hưng Yên đã phối hợp hỗ trợ pháp lý cho trên 15.000 phụ nữ về luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, khiếu nại tố cáo, luật bình đẳng giới, bạo lực gia đình hay bảo hiểm y tế, hòa giải hơn 3.400 vụ mâu thuẫn về hôn nhân gia đình, tổ chức được gần 1.200 lớp tuyên truyền luật bình đẳng giới và thành lập được nhiều câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngày càng có nhiều cán bộ nữ tham gia lãnh đạo đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể các cấp, phụ nữ còn tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp. Năm nay, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên được thực hiện từ ngày 15 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.